Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Người phụ nữ tuyên bố không uống nước trong một năm để được khỏe mạnh hơn. Một chuyên gia dinh dưỡng tuyên bố không uống nước trong một năm đã tạo ra một cuộc tranh cãi nảy lửa trên mạng. Sự vô lý này được cô khẳng định là đã giúp cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe của bản thân. Sophie Patrick, 35 tuổi, hiện đang sống tại Bali, Indonesia. Cô có tiền sử bị đau khớp, sưng phù, dị ứng thực phẩm, da xấu, các vấn đề về tiêu hóa. Nhưng cô tuyên bố tất cả những vấn đề này đã biến mất khi cô bắt đầu nhịn uống nước. Cô nói rằng mình sẽ không chạm vào bất kỳ chất lỏng nào trong 13 đến 14 tiếng mỗi ngày nhưng lại uống các loại nước ép trái cây, rau củ tươi. Cô không uống nước đóng chai hoặc nước từ vòi trong một năm và tuyên bố rằng mình vẫn khỏe mạnh. Sophie tuyên bố cô có thể nhận được tất cả các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần từ trái cây, rau, nước ép và nước dừa. Tôi nghĩ rằng bất kỳ người nào cũng cần phải uống nước. Tôi biết mình không bị mất nước nhưng cần có sự kiên nhẫn để vượt qua những ham muốn của bản thân. Mặc dù thời gian đầu rất khó khăn, nhưng sau đó mọi thứ lại trở nên rất dễ dàng. Đây là một liệu pháp điều trị tâm lý hiệu quả. Thay vì dành quá nhiều thời gian vào ăn uống thì tôi để thời gian đó tập trung vào những thứ khác. Sophie nói. Trước đây, cô nói rằng mình bị sưng tấy ở mặt và khớp cũng như là bọng mắt. Nhưng các bác sĩ luôn nói với cô điều này là bình thường, nếu muốn bớt sưng húp ở mắt thì chỉ có đi phẫu thuật thẩm mỹ. Thế rồi vào một ngày, một người bạn của cô đề nghị thử nhịn ăn khô và cô cảm thấy bản thân có những thay đổi tích cực gần như ngay lập tức. Cô cho rằng nước uống đóng chai và nước chảy từ vòi thực sự khiến cho thận làm việc quá sức, để trôi tất cả chất dinh dưỡng ra khỏi cơ thể. Việc cơ thể tích trữ nước chỉ khiến cho bạn cảm thấy bị đầy hơi và khi bạn nhịn uống các loại nước này, bạn sẽ nhận ra cơ thể mình không cần nước. Sophie thừa nhận nhịn khô, nhịn thức ăn và nhịn uống nước, không dành cho tất cả mọi người. Gia đình của cô ban đầu cũng không chấp nhận và không hiểu lối sống không có nước của cô là như thế nào. Tại một thời điểm, họ hỏi cô rằng đang gia nhập giáo phái nào không? Trên trang Instagram có hơn 17.000 người theo dõi, cô khuyên những người muốn thử nhịn khô trước tiên hãy chuẩn bị sẵn sàng với trái cây và nước ép trong vài ngày trước khi bắt đầu. Nhịn khô là gì và nó có an toàn không? Nhịn ăn khô hoặc nhịn ăn tuyệt đối là việc hạn chế nạp thực phẩm và chất lỏng vào cơ thể. Phương pháp này không cho phép bất kỳ chất lỏng nào gồm nước lọc, nước trà. Điều này trái với phương pháp nhịn ăn nhưng khuyến khích uống nước. Những người hâm mộ nhịn khô nói rằng họ đã trải nghiệm những lợi ích sau. Giảm cân, cải thiện chức năng miễn dịch, tái tạo tế bào, giảm viêm, cải thiện da, hồi phục tinh thần. Tác hại của nhịn khô là gì? Tuy nhiên, có rất nhiều nghiên cứu về tác hại của việc nhịn khô. Nếu nhịn khô được lặp đi lặp lại, các biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra như: nhịn khô kéo dài có thể gây mất nước. Điều này có thể dẫn đến mất cân bằng điện giải và huyết áp thấp, có thể đe dọa tính mạng. Vấn đề về tiết niệu và thận. Mất nước có thể dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu và sỏi thận. Thiếu hụt vitamin và khoáng chất có liên quan đến việc nhịn ăn liên tục. Mất nước và hạ đường huyết làm tăng nguy cơ ngất xỉu. Một số cá nhân có thể có xu hướng ăn nhiều hơn sau khi nhịn ăn, điều này làm tăng nguy cơ ăn uống không điều độ. Nguồn: báo giao thông. Ha ha ha,